Hello, hello, xin chào anh em. Redmi 9. Vâng, Redmi 9. Đây cũng là Redmi 9 nhá. Đó. Thì chắc là anh em nào biết thì cũng sẽ biết luôn là hai chiếc máy Redmi 9 này nó là như thế nào, đúng không? Nhưng mà thực tế là cũng rất nhiều anh em chưa biết. Đấy, thế nên là mình cũng làm cái thể loại clip này cũng nhiều rồi. Nhưng mà nhiều bạn bình luận vào thì cái này thì ai chả biết. Chỉ những người ngu mới không biết thôi. Nhưng thực tế bạn ấy không phải ai cũng khôn như bạn đâu. Đa phần là mọi người, ít người biết lắm. Đó thì cụ thể nhá. Bên này mình đang có một chiếc Redmi 9 bản sách tay nội địa Trung Quốc. Và đây là bản Redmi 9 bản phân phối toàn cầu, có nghĩa là phiên bản quốc tế đấy. Clip này lại như những clip khác thôi. Mình hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt thế nào là Redmi 9 sách tay cũng như thế nào là Redmi 9 chính hãng. Đó. Mình nói lại nữa là không phải ai cũng biết đâu nhá. Thế nên là những nào bạn nào biết rồi thì thôi kệ thôi, để clip này cho những bạn chưa biết cùng xem. Bởi vì mình đã nhận được rất nhiều lần khách hàng của mình cầm một chiếc máy đến và chạy tiếng Việt thì mình có hỏi là ơ sao em lại mua bản chính hãng ở trên giấy bảo hành của em mà em lại đi chạy tiếng Việt. Bởi vì là bản chính hãng là phải có tiếng Việt luôn, là phải như thế này. Còn cái máy em đang mua hiện tại đó là bản sách tay rồi, không phải bản chính hãng đâu. Thế là giá em mua như nào thì giá bạn ấy mua chỉ rẻ hơn bản chính hãng bên mình đang bán một tí tiền thôi. Thế là rất là phí, đúng không? Bởi vì bạn cứ nghĩ là cái bản chính hãng của bạn cũng như cái bản này mình đang bán, thế là thành ra bạn ấy mua trên mạng và sau đó là bạn ấy phải chịu tiền như cái bản sách tay như này, à bản chính hãng mà với cái máy sách tay. Đó thì cụ thể như này nhá. Hiện tại bên mình đang bán bản chính hãng như chiếc máy này là 3.190.000, có 3GB bộ trong 32 thôi. Nhưng cái bản sách tay này nhá, bản 4GB bộ trong 64, giá chỉ có 3.050.000 thôi. Đấy là phiên bản màu đắt nhất, còn phiên bản màu rẻ chỉ có 2.950.000 thôi anh em nhé. Đó, chính vì thế mà mình phải làm rõ để cho anh em biết vì sao anh em mua cái bản sách tay mà với mức giá chính hãng mà sách tay, ví dụ như bản 332GB thì bên mình bán chỉ có 2.500.000, 2.450.000 thôi mà anh em phải mua với mức giá là 3 triệu rẻ hơn bên mình 200.000 hoặc là 3.1 triệu rẻ hơn bên mình là 100.000 mà lại ăn phải hàng sách tay. Đó, đừng tưởng là rẻ hơn mà cuối cùng lại mua thành đắt nha. Bởi vì là nếu mà mua thì mình chỉ có 2.500.000, mà trong đó là lên trên Shopee hoặc lên trên một số trang người ta quảng cáo là chính hãng, mua với mức giá gọi là quảng cáo chính hãng lại phải đi chạy tiếng Việt thì không phải. Đấy, việc đầu tiên để phân biệt giữa hai sản phẩm này thì thực ra là nhìn sơ qua về hộp là chúng ta biết luôn. Bao giờ những chiếc máy phân biệt Xiaomi mà phân phối thị trường quốc tế ấy, thì nó sẽ có chiếc hộp, kích thước của chiếc hộp nó giống hệt nhau so với bản nội địa. Đó, các bạn nhìn đồng kích thước chiếc hộp giống hệt nhau nhưng nhìn ngay từ bên ngoài thì chúng ta nhận ra luôn nhá. Như Redmi Note 8 mình đã từng làm thì hai cái màu hộp khác nhau luôn, một chiếc hộp màu xanh và một chiếc hộp màu trắng. Nhưng Redmi 9 thì giống hệt nhau, đó là cái hộp đều là màu trắng nhưng có cái hoa văn cũng như là cái hình in trên hộp sẽ khác. Đây nhỉ, chúng ta có thể nhìn thấy này, anh em có thể nhìn thấy nhá. Đây là trên chiếc Redmi 9 bản quốc tế thì nó sẽ in hình máy ở đây, gồm có ba màu, hai màu như này và một chiếc máy Redmi 9. Nhưng trên chiếc nội địa thì chỉ ghi mỗi chiếc Redmi 9 thôi. Logo của Xiaomi một cái màu xám và một cái màu đúng đặc trưng màu logo luôn. Bên dưới của chiếc sách tay sẽ có một cái vòng như này. Đó, anh em lưu ý như vậy nhá, là bao giờ bản chính hãng Digiwon nhập khẩu về Việt Nam hoặc là bản phân phối thị trường quốc tế có tiếng Việt luôn, không phải unlock ấy, thì bao giờ nó cũng sẽ có là hộp in hình như này. Anh em lưu ý mình như vậy. Tiếp nữa là kích thước của cái hộp thì giống hệt nhau rồi. Chúng ta cùng nhìn sang bên này. Bên này của hàng Xiaomi Redmi từ năm 2020 đa phần nó sẽ in thêm dòng chữ là dễ dàng truy cập vào những ứng dụng Google của người dùng. Thì tất nhiên rồi, hàng nội địa Trung Quốc đâu có dùng Google đâu, thế nó sẽ không in nhá. Đó, bao giờ cũng vậy này. Hồi trước thì mình hướng dẫn anh em cách hộp, xem hộp của chiếc Redmi Note 9 Pro ấy, thì nó cũng có dòng chữ như thế này. Đấy, Redmi 9 thì cũng vậy. Có nghĩa là dễ dàng truy cập ứng dụng Google nhá. Thì mà hàng nội địa không có nó không in, nó không có làm gì Google đâu. Đó, tiếp nữa thì đến tem email của bản phân phối quốc tế bao giờ sẽ là tiếng Anh và bản nội địa tất nhiên rồi nó là tiếng Trung. Đó, anh em nhìn đi ạ, tên máy là Redmi 9 này, sau đó đến carbon gray, nó nghĩa là màu carbon ấy, màu gray ấy, bên này thì nó sẽ là tên màu sắc là bằng tiếng Trung Quốc. Thực ra là mình không hiểu là cái gì đâu. Đó, nhìn hình thôi, tính từ chưa chữ hình thôi. Bên này nó sẽ ghi RAM và ROM bằng tiếng Anh này, đây thì nó sẽ ghi bằng tiếng Trung Quốc. Đó, giá chiếc 4GB, 64GB này bên mình đang bán rẻ hơn nhá. Thế nên anh em nào mà muốn hỏi chính xác giá thì anh em vào website mở trên VN để cập nhật, hoặc là anh em muốn mua ấy thì anh em cứ liên hệ bên mình ở trên website hoặc đặt hàng trên website để mình ship cho anh em nhá. Ship toàn quốc cho anh em mà không phải thanh toán trước đâu. Đó, anh em nhận hàng phải thanh toán nhá. Đó, thì toàn tiếng Trung nhá. Phía dưới này các thông tin ở trong hộp cũng toàn tiếng Trung luôn. Còn bản quốc tế sẽ là tiếng Anh nhá. Bên trong hộp nó sẽ có là cái gì này, ví dụ như là adapter sạc này, một chiếc Redmi 9 này, một adapter sạc này, một cáp USB-C này, một cái khe lấy, một cái lấy SIM này, một cuốn sách hướng dẫn này, à một cái ốp lưng này,
một cuốn sách hướng dẫn và một thẻ bảo hành. Đó, ở cái này thì nó cũng tương tự như vậy thôi, nhưng nó ghi bằng tiếng Anh, nó ghi bằng tiếng Anh em nhá. Đó, và tất cả các thông tin khác của chiếc quốc tế sẽ bao giờ là tiếng Anh, còn phiên bản này nó chỉ là tiếng Trung thôi. Đó là cái phân biệt về ngoài hộp, còn tất nhiên ở bên trong nó sẽ khác nhau. Và bây giờ mình sẽ bóc hộp cho anh em xem nhá. Đây, chiếc hộp của chính hãng Việt Nam thì bao giờ nó thêm một tên, một cái tem của nhà nhập khẩu Dizu ở dán đây. Bao giờ cũng sẽ có tên hợp quy ở đây với một cái số mã tem ICT ấy, một cái số mã riêng biệt nhá, không cái nào giống cái nào đâu. Đó, chỗ này này. Đấy, bây giờ mình sẽ mở hộp với nhá. Bản chính hãng như vậy. Cũng như bản phân quốc tế phân phối tại Ấn Độ thì nó sẽ không có cái tem này. Đấy, máy xách tay Ấn Độ vẫn có mà, giá vẫn đắt hơn hàng Trung Quốc, nó gần bằng hàng Việt Nam luôn, thế thành ra nhiều người không cần phải bán là vì thế. Đấy. Chính hãng, nó là chính hãng, nó là quốc tế, nó phải như trước này nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ mở hộp cho anh em xem. Đây, siêu này thì các vị đóng lại đầy. Đó. Thì mình cứ phải nói cho anh em là đóng lại hay không ấy, thì bên trong nó phải như thế này. Đây, mình sẽ bỏ nó sang bên. Đây. Đóng lại hay không thì bên trong nó cũng phải như này nhá. Đó. Nhìn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ bóc chiếc sách tay này nhá. Đó, anh nhìn đâu, chiếc Redmi 9 phiên bản quốc tế sẽ có đóng gói thứ hai chiếc hộp thì nó giống hệt nhau rồi đấy, nhưng mà anh em nhìn nhá, mình sẽ xem vào máy trước, còn phụ kiện mình sẽ xem sau và các thứ khác mình sẽ xem sau. Đây là phiên bản màu gray này, và đây là phiên bản màu xanh của bản sách tay này. Đó, thì mặt đằng trước này, cái siêu nó sẽ khác nhau đấy nhá, cái trước của sách tay nó sẽ đựng trong một cái túi sấp sấp này, rút ra là xong. Còn chiếc chính hãng thì nó sẽ đựng trong một cái siêu như thế này. Đấy, bây giờ mình sẽ mở này ra nhá. Đây, mình sẽ mở ra. Nó sẽ là một cái siêu dán. Đấy, ở trên siêu nó sẽ in Redmi 9 này. Nó sẽ in là camera 13 megapixel có 40 camera và có chế độ AI này. Nó sẽ ghi là pin là dung lượng là 5200. Đó, nó sẽ ghi màn hình 6,53 inch Full HD cộng này. Nó sẽ ghi là sử dụng chip Helio G80, có nghĩa là nó sẽ quảng cáo đầy đủ các thông tin của chiếc Redmi 9 ở trong này. Và sản phẩm này của Redmi bởi Xiaomi. Đó, một thương hiệu con của Xiaomi. Bóc ra và nhìn. Đây nhá. Trên máy ấy, thì nó giống hệt nhau mà đứng trước. Đó, anh em nhìn đâu. Bởi vì đâu in không có tin hay logo gì đâu mà tất cả cái thiết kế là giống hệt nhau, camera nằm ở đây. Đó, anh em nhìn nhá. Nhưng là đằng sau đây này. Đó, nó sẽ có một phần khác như này nhá. Việc đầu tiên nó sẽ ở cái tem về thông tin máy, gồm có email này, một email 2 này, gồm số serial number này, gồm dung lượng. Đó, khác không? Bao giờ bản Trung Quốc xịn, Trung Quốc xịn anh em nhé, bản Trung Quốc xịn ấy, nó phải có một cái tem dán vào đây. Đây là cái tem của Viễn thông Trung Quốc nhá. Những cái máy của Trung Quốc mà nó không có cái tem này ấy, thì chắc chắn nó là máy dựng của cái công ty không có tên tuổi rồi. Còn nếu ở Trung Quốc, bất kể công ty điện thoại lớn hay nhỏ nào muốn sản xuất thiết bị viễn thông ấy thì đều phải có cái tem như này nhá. Đó, các mã số nó sẽ hoàn toàn khác nhau, anh em lưu ý mình như vậy. Số email 1 email 2 và thông tin nó là tiếng Trung Quốc ở đây. Có số 10 và cái mình không hiểu cái ý nghĩa của cái số 10 này là gì. Nhưng mà nó cũng giống tương tự những ký hiệu như này này. Đó, nhưng nó không có ở đây. Tên modem các thứ nó ghi tiếng Anh hết, còn đây nó sẽ ghi bằng tiếng Trung hết nhá. Còn đây ghi tiếng Anh, có những ký tự không ghi tiếng Trung được, ví dụ như là số modem này thì nó cũng sẽ ghi bằng tiếng Anh, bằng ký tự Latin như bình thường. Đó, như vậy. Số email các thứ ở dưới này, tất cả các thông tin về công ty sản xuất các thứ nó sẽ ghi tiếng Trung ở đây. Đó, còn lại phần tem giống hệt nhau. Máy của Trung Quốc nó sẽ có thêm một cái tem, nó ghi là có thể dùng được nano sim này, 2 nano sim vào một thẻ nhớ luôn đây. Khi mình bóc này ra nhá. Đó. Khi mình bóc này ra này. Mình sẽ bóc này ra cho anh em xem. Đây, anh em nhìn đâu. Nó sẽ không in thêm thông tin gì ở dưới chữ Redmi cả. Bao giờ cái này là in chết trên vỏ luôn, nhưng cái này nó bóc được nhá. Nhưng bao giờ sẽ in chết trên vỏ luôn. Mà bản chính hãng nó sẽ in nhá. Nó sẽ in thông tin này, nó sẽ in cái dòng chữ là sản xuất tại Trung Quốc với tên modem và sản xuất bởi công ty Xiaomi, tập đoàn Xiaomi. Bên dưới này có các tiêu chuẩn nhá. Anh lưu ý với mình là đã là hàng chính hãng là phải có những ký tự như này. Đã là hàng chính hãng bên dưới này nhá, bởi vì hàng nội địa Trung Quốc sẽ không có đâu. Bởi vì ở đây mình so sánh để nói anh em biết là hàng chính hãng nó sẽ đắt hơn. Thế nên nếu anh em mua với cái giá cao ấy, cái giá mà ví dụ như là bản 332GB này, anh em mua với cái giá là khoảng 3 triệu mà anh em lại nhìn nó như này, bởi vì bên mình bán con này nó chỉ có 2,5 thôi, thì anh em sẽ bị thiệt mất tiền rồi, đúng không? Thiệt mất tiền một phần thôi, bị lừa mới là tức. Đó, anh em lưu ý này, là hàng sách tay nó sẽ không in nhá. Đó, mặt trước giống hệt nhau thôi, nhưng mình sẽ mở lên, anh em nhìn kỹ nhá. Đây, đó, giống hệt nhau. Nhưng mà nếu là hàng đã bị mở khóa là chạy con quốc tế thì nó sẽ có hình cái khóa ở chỗ này này. Đấy, còn chưa mở khóa, nhưng con chiếc máy này mình vừa bóc siêu xong, tất nhiên là chưa mở khóa rồi.
thì nó sẽ chắc chắn là xe tiếng Trung, nó không có tiếng Việt. Rồi mình sẽ cùng xem sự khác biệt khi bật lên. Chờ chút nhá. Ok, máy Trung Quốc khởi động xong rồi. Đấy, tất cả các xong rồi. Anh em nhìn cái này quen thuộc không? Cái này là cái setup của Google ấy. Đó, đây là MIUI 11 nhá. Một bên nó sẽ là tiếng Trung, bên dưới một bên sẽ là tiếng Anh này. Ấn vào đây này. Ngôn ngữ của sản phẩm này nó chỉ có tiếng Trung. Chỉ có tiếng Trung thôi. Tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể này, tiếng Anh này. Ở đây là một số ký tự của như gọi là Tây Tạng, khu vực Tây Tạng hay Mông Cổ ấy, Nội Mông ấy. Đó, là một số khu vực tự trị của Trung Quốc nó chỉ có những ngôn ngữ như thế thôi. Đó, còn phiên bản mà quốc tế đó, bật lên luôn nó sẽ có tiếng Việt này. Tiếng Việt sẽ chọn là tiếng Việt đầu tiên bởi phiên bản nội địa sản xuất xuất trong thị trường Việt Nam, bởi nhập khẩu với đi du nhá, và rất nhiều ngôn ngữ khác. Đây mà là quốc tế chuẩn nhá thì nó phải như thế nhá. Đó, anh em nhìn thấy không? Bên dưới cùng là tiếng Trung, Trung Quốc cho dưới cùng luôn. Đó, trên cùng sẽ là Việt Nam. Đó, anh em nhìn thấy không? Đó, về máy chỉ đơn giản như vậy thôi. Khi bật lên, và tất nhiên là cái này nó khi mở khóa xong thì nó chạy y như cái này rồi. Đó, cái này không quan trọng, bên mình sẽ hỗ trợ anh em chạy phần mềm miễn phí hoàn toàn luôn, kể cả không mua máy bên mình nhá. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp đến những cái phần phụ kiện bên trong, bỏ máy qua một bên nhé. Ok. Đây, phụ kiện bên trong thì hoàn toàn tương tự là giống nhau thôi. Đầu tiên ấy là máy Trung Quốc thì bao giờ nó sẽ có một cuốn sách hướng dẫn cũng như là một hai cái này thôi bằng tiếng Trung. Một chiếc ốp lưng như thế này. Đó, anh em nhìn đâu, đây là máy Trung Quốc nha. Còn máy quốc tế nó sẽ có một cuốn sách rất là dày luôn. Đó. Vì là chiếc máy này là màu gray thành ốp, là màu gray đó, anh nhìn đâu. Một cuốn sách vô cùng là dày luôn. Và sẽ rất nhiều ngôn ngữ nha. Tất nhiên rồi, lần trước mình đã mở hộp trước Redmi Note 9 Pro rồi, không có tiếng Việt đâu. Nó sẽ có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Italy này. Đó, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức này. Tiếng Hà Lan cái gì đó, nói chung mình không rõ lắm. Đấy, rất là nhiều tiếng nhưng không tiếng Việt đâu nha. Nhưng nó dày như này này, cuốn này cũng vậy, nó rất là dày, nó rất là nhiều. Còn ốp lưng và các thứ thì nó giống hệt nhau thôi. Đấy nhá. Ốp lưng thì cùng một nhà máy nó giống hệt nhau thôi này. Đó, anh thấy không? Nhưng phụ kiện nó khác một chút nha, tiếp đến phụ kiện nhá. Có nghĩa là sạc cáp ấy. Đấy nhá. Đây nha. Đây. Đó, nhìn khác nhau chưa? Đây là hai củ sạc và hai phiên bản của thị trường khác nhau, của cái tiêu chuẩn sạc của các nước khác nhau. Đây là sản phẩm của Việt Nam. Sản phẩm của Việt Nam thì bao giờ cũng sẽ là hai chân tròn như thế này, bởi vì ổ điện của Việt Nam mà, tiêu chuẩn quốc tế là hai chân tròn như thế này. Đó. Củ sạc này thì là củ sạc, không phải là củ sạc nhanh em nhé. Đây nó không phải củ sạc nhanh. Đó, Redmi 9 chính hãng nó sẽ là củ sạc thường. Đây, thử xem cái củ sạc của Redmi 9 Trung Quốc nó sẽ là sạc nhanh hay sạc thường. Đây, cũng là sạc thường thôi anh em nhá. Đều là sạc thường hết. Đó, nhưng chỉ có hai cái chân khác nhau thôi, cũng như là tên modem nó sẽ khác nhau. Đều là MDI09, nhưng gạch ngang một cái là EV kép, một cái là EAK. Tất nhiên là đấy là cái quy chuẩn như này thôi. Chứ còn cái MDI09 ấy, thì đều là tiêu chuẩn một dòng sạc giống nhau. Đấy, có nghĩa là dòng sạc của hai cái sản phẩm này giống hệt nhau, chứ không như con Note 8. Con Note 8 thì bản nội địa ấy, bản Trung Quốc ấy, nó sẽ là sạc nhanh, còn bản Việt Nam nó không phải sạc nhanh. Đây là Redmi 9, một sản phẩm rẻ tiền, thì nó sẽ có hai cục sạc giống nhau. Đó. Sợi dây cáp thì giống hệt nhau rồi. Sợi dây cáp thì tất nhiên là giống hệt nhau, y xì nhau. Y xì nhau nhá. Đó. Đơn giản như vậy thôi các bạn nhé. Ok, thì clip của mình chỉ đến đây thôi. Thì mình làm cái clip này ấy, mình nói lại nữa là mình chỉ để hướng dẫn những anh em nào mà chưa biết mà rất dễ phải mua nhầm phải cái hàng nội địa với cái giá bản chính hãng nhé. Bởi vì thực tế ra mà nói thì mình làm nhiều clip rồi, nhưng có những anh em thì bảo là anh em biết thừa rồi, không phải hướng dẫn làm gì đâu. Nhưng thực tế là mình đã phải chạy phần mềm cho một khách mua với giá chính hãng nhưng dính ngay phải con sách tay. Đó chính là cái sản phẩm Redmi 9 này. Hôm qua mình phải chạy phần mềm cho một khách này, chính là hôm nay mình cũng làm clip nhé. Anh bạn ấy mua là bạn nữ, bạn ấy lên Shopee thì phải, là bạn đã đặt một đơn vị, nó ghi là bản chính hãng. Chính hãng luôn. Và giá của sản phẩm đấy bản 332, bạn ấy mua với mức giá là 2.9. Bên mình thì bán 3.2, bạn ấy mua với mức giá là 3.1, bên mình bán 3.2 thì bạn bảo là đắt hơn bên mình bên mình đắt hơn bên họ 100 thì bạn ấy mua về rồi bạn ấy bóc ra, bạn ấy không tư việc thì bạn qua bên mình nhờ chạy. Bởi vì bạn từng so website thì mình bạn rất là so sánh, bạn ấy qua bên mình nhờ chạy. Thì mình bảo ôi chết rồi em ơi, em mua con này thế này đắt quá, bên anh bán con này chỉ có 2.450 thôi mà em mua đến mức 3.1, đắt hơn là 600 thì bạn cứ tất nhẩn nó te rồi. Thực sự bạn, mình rất là thương bạn ấy luôn, thế là mình phải làm clip này nhá. Đó, đơn giản vậy thôi. Thì nếu mà anh em thấy cái clip này hữu ích cho anh em ấy thì anh em chia sẻ cho anh em khác cùng xem, hoặc anh em cho mình một like để ủng hộ nhá, subscribe kênh YouTube đi để mình đưa rất nhiều clip khác cho anh em xem luôn. Ok, cảm ơn anh em xem clip nhá, bye bye.